lỗi anh em, chào mừng anh em quay trở lại với con mèo mô tô. Không con mèo mô tô ở đâu. Hôm nay review cho anh em con CV100SS huyền thoại một thời luôn. Đó. Cháu đi ngang cho chú ơi. Cháu đi ngang đây. Ngồi cho anh em xem. Con xe dành cho người già, người cao tuổi. Đấy, người già, người cao tuổi. Dáng nó rất giống con CV100SS anh em sắp thử và xem. Hoặc là con CV300 đời ngày xưa ấy, một máy ấy. Đấy, thì con này cũng thế. Nhưng mà lúc ấy mình nói là xe dành cho người già ấy, thì đa phần là những anh là trên 30 tuổi hay chọn lựa chọn chiếc xe này. Đấy, con này thì nói luôn anh em là sản xuất Ấn Độ, lớp sơn cực kỳ là đẹp luôn. Rất là nhiều công nghệ nhá. Nhưng các bạn để ý xem, tí nữa phân tích cho anh em, Ấn Độ nó chỉ có lắp ráp thôi. Còn đâu là phụ tùng rất nhiều đồ phụ tùng của Thái. Đấy. Anh em nhìn thấy không? Máy nổ êm ru, một máy. Những cái chi tiết mạng của nó này, bóng loáng luôn, đẹp đẽ luôn. Đấy. Và thêm một điều nữa, các bạn trẻ mà muốn chơi một con xe này, bạn trẻ muốn chơi xem xe này chỉ cần thay cái ghi đông về cà phê laser thôi, rất đẹp luôn. Camera đi lùi ra đi để xem cái dáng xe. Form xe này thì dành cho những anh em nào thích độ chế sửa đổi rồi thay đổi cái dáng xe, thì là một con phôi nó cực kỳ là đẹp. Và con phôi này xin giới thiệu anh em và đây cháu quả màn hình công nghệ đây, cháu phải đi vòng đấy, nhìn quả đồng hồ này, total 382 km. Tí nhá, mai quay lại anh. 382 km. Đấy, báo xăng này, báo số này, đầy đủ các thứ luôn. Và công tắc vừa kiểu đồng hồ, vừa kiểu cổ điển, vừa ấy. Có cả tích trần control luôn. Anh em thấy không? Tích trần control có luôn. Đấy, tích trần control à. Đấy. À, tiếp theo nữa cùng công tắc lùi ra tí cháu. Nó đẹp cực kỳ luôn. Rất xịn sò. Con này là công tắc của Lubu L7. Nên là nó rất là tiện. Chìa khóa đây anh em. Hai chìa rất giống chìa khóa CB300, CB650, CB150. Ok, hôm nay sẽ review và bán cho anh em con CB350 HS này. Chúng ta cùng bắt đầu nhá. Ok anh em nhá. Thì ngay từ đầu ấy, mình nói đến các bạn, nếu các anh em trẻ thì thay con ghi đông này, đô con ghi đông cà phê laser thì nó đã rất là đẹp rồi. Form dáng con này từ bình xăng này, cốp này, vành bánh nó rất là cổ điển. Và lúc ấy mình nói là xe của Ấn Độ thì anh em mình theo Nissin này. Con này giống con CB500X đời cũ, CB500X đời mới, thêm cái nữa là giống mấy con Z650, Z900 đều đi con heo Nissin Hybrid này, rất kiểu Nissin Samurai. Đấy, phanh ABS này, phanh ABS đĩa phanh này, vành này là sử dụng vành lớn nhá các bạn nhá, vành này là vành 19 luôn, lốp zin này, con này là đi lốp zin là 190-19, đấy, lốp rất là cao. Và thêm cái nữa là cháu đi ra ngang, cổ bô inox này. Đẹp chưa? Chất mạ này chỉ có bọn Nhật nó có thôi. Thì anh em để ý cái cổ bô của con CB500X, cổ bô của con CBR500. Đấy, cổ bô của Nhật sản xuất nó bóng loáng và đẹp luôn. Cổ này không phải ốp đâu anh em. Đây cổ, đây là ốp mạ này. Đấy, bô thì rất là êm. Máy thì con này là một máy đứng nên là các bạn nhìn đây, camera ngồi ngang đây chú. Đấy, ngồi đấy. Nhìn quả cỗ máy trái tim của nó 350 phân khối nó to. Đẹp nhá, sơn zin đen vì con này đi có bao nhiêu? 380 cây. Con này đã đăng ký vào 30 tháng 5 năm 2024. Đấy, xe là mới chỉ có 2 tháng thôi. Chủ xe đi 370 cây. Lúc mình mua anh em có thể xem cái link top top của mình đăng lúc đấy là đang ở nhà khách ở Thái Nguyên là 370 km. Đến bây giờ mình sau khi cho xe đi đăng ký đăng kiếp các thứ hai chú cháu bằng đi bằng xe máy đi ký công chứng mua bán này, ra công an tỉnh này, rồi là các thứ về đây mình đi trải nghiệm với cho khách đi thử cái con 350 này thì nó bây giờ nó lên ô đô nhưng vừa mới đăng 380 km. Đấy, sơn zin đỏ luôn nhá, hernet này, logo rất đẹp luôn. Xe chưa dán ly lông nhá, anh em nào nhanh gọn lẹ mua ly lông và mua xe mình tặng luôn cho các bạn bộ dán ly lông PPF TPU sáng bóng luôn, bảo vệ sơn zin luôn. Đấy, đồ mạ nó rất là sáng. Và thêm cái nữa này anh em này, cái này lắp thêm này ở Big Bay Doanh Thu. Camera cái này cháu phải đứng chéo ra, lùi lại một tí, lùi lại cháu, lùi lại đi. Bạn này là bạn camera mới nên là bạn ấy sẽ hơi chưa được hiểu ý nhau với giữa người nói và camera, thì anh em thông cảm, chờ một hai video nữa là nó ok là quen nó vào nó nói luôn, không cần phải đứng quay nữa. Đấy, bộ này là lắp ở Big Bay Doanh Thu này, Lubu L7 cũng Big Bay Doanh Thu này. Ngồi yên cháu nhá, chú bật cho cháu xem quả này, nhưng đừng nhìn vào cam nhá. Đấy, bật đèn này, phá cốt này, độ sáng này, giữ 2 giây tắt đèn này, phát sinh này. Đấy,
các bạn thấy không? Đấy. Rất đơn giản, và tất cả cái này là đi một hệ thống công tắc rời, mát rời treo ở vùng cùng công tắc, camera đi vào đây. Giới thiệu anh em đồ mà lắp ráp ở Ấn Độ, nhưng mà đồ nó cực tinh xảo, rất tinh luôn, không khác gì con CB300 đâu. Nó cũng đôi khi mà mình đánh giá là đây, cùng công tắc của Lentul L7 bật ở đây. Đấy, giữ 2 giây tắt đèn. Đấy, thì anh em nhìn công tắc này. Rồi này. À, passing này. Mình còn đang không biết là cái tích trần control nó cất ở đâu, nó phải có một cái công tắc để tắt bật tích trần control ở đây đề này. Đây công tắc đề này, tinh xảo không? Đẹp vãi, nhìn như công tắc phân khối lớn luôn. Rất là xịn sò luôn nhá. Đề máy này, ha ra 4 con xi nhan cùng nháy này. Xi nhan zin ấy thì đây, camera quay ra cái đầu trước đi. Xi nhan zin thì các bạn biết là nó của con xi nhan gì không? Anh em nhìn phát là biết luôn, xi nhan của Thái cả của Nhật Bản. Xi nhan của con Vibel 500 chính là xi nhan của Vibel 500 anh em đang thấy ở trên đấy, mình không nói sai đâu, giống hệt luôn. 1.480.000 cho trước và 1.280.000 cho cái sau. Rất là đắt luôn xi nhan này. Đấy, kèm tai ngoại. Thì cái này đầu trước thì anh em nhìn thấy nó hơi xấu đúng không? Sơn zin đen rất là đẹp nhá. Thì cái này thì đa phần mọi người sẽ lắp cái bèo nhún, cao su bèo nhún vào đây. Lắp thêm một cái trục phuộc giống con Rebel 500 ấy, trục phuộc CNC cho to ôm vào đây. Nhìn cái dàn đầu nó đen xì luôn, quá ngầu đấy luôn. Chảng 3 này, chảng 3 thì mình đánh giá cái chảng 3 này nó đưa sát vào người hơn. Nhưng mà trông nó lại không được khỏe khoắn, trẻ trung lắm, trông nó hơi già. Chảng 3 và cái ghi đông này thì anh em nhìn thấy giống con CG125 của Trung Quốc, hoặc là mấy con xe classic cổ điển ngày xưa ấy. Đi cái ghi đông mạ này. Đấy, cái này thì nếu mà anh em nào lớn tuổi chơi con này rất là ok. Cháu đi ra đầu đi. Cháu đi ra đầu cháu nhìn thấy cái dàn đầu xe. Đầu xe thì nó cũng giống như mấy con xe cổ điển nữa, đi tiến nữa. Hạ thấp cam xuống. Ok, dừng đấy luôn. Thì này, cái đèn này là đèn pha LED anh em ạ. Đèn này đèn pha LED hiện đại giống kiểu CB650, CB300, CB150R. Nhưng nó lại ăn tiền ở cái bộ viền mạ inox này. Đấy, kèm với thêm cái chóa này, chóa rất cổ điển. Đấy, vừa hiện đại vừa cổ điển. Thêm cái nữa là gì? Nó đi kèm với cái quả gương này, gương zin. Con gương này đẹp vãi luôn. Nhưng mà nó chỉ hợp với những anh nào lớn tuổi thôi. Còn những bạn nào mà trẻ trẻ thì đi con gương này nó sẽ trông nó hơi dài. Đấy, đánh giá của mình. Còn cái phôi xe thân này, phôi này thì các bạn có thể làm yên scrambler này, yên bánh mì này, đủ loại yên, và đưa nó mỏng xuống một tí nữa thì nó lại cực kỳ là đẹp. Con này thì anh khách anh mất thêm 7 triệu mấy cho bộ full bộ GV này. Full bộ GV đằng sau này, camera đi ra này, đuôi đèn vision đi cháu. Đấy, lùi xuống, hạ thấp xuống, lùi nữa đi. Đấy, rồi ok. Đấy. Mình anh em thông cảm là mình quay one shot nên là cái video mình nó sẽ không dừng, nên là nó sẽ hơi kiểu tương tác giữa người diễn giả và camera nó hơi bị chậm, nên anh em thông cảm tí. Một vài video nữa là cô em nó hiểu ý rồi, cô cháu hiểu ý rồi. Chỉ cần chỉ phát là cô cháu nó hiểu ý thì lúc ấy là mình sẽ nhuần nhuyễn hơn. Đấy, còn nếu mà anh em thích xem cái video ngược thì mình sẽ phải bổ cắt nhiều shot, và như thế nó sẽ không mang cái tính gọi là thực tế. Thì cái đuôi này anh chủ xe anh ấy lắp hết là 7 triệu mấy, nhưng mà anh ấy lại giữ lại cái thùng, giữ lại hai thùng hông và cái thùng GV trên. Thì anh em nào mua ấy thì là mua cái là lắp bục một phát và ăn luôn, nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Cam thấp xuống cháu, đừng không cần quay chú đâu, cháu lùi ra, thấp cam xuống, đầu cam thấp xuống. Đấy, ok, để đấy. Đấy, thì cái bộ này thì anh em chỉ cần lắp cái thùng, lắp bục vào phát là xong, cái thùng nhựa. Còn nếu bạn nào không cần mua thùng GV, anh ấy biết chơi cái gì không? Chơi cái túi da cho mình, nó cũng cực kỳ là đẹp luôn. Đây có bộ đỡ để cái túi nó không chạm vào lốp bây giờ. Thì chơi cái túi da nó cực kỳ là đẹp. Thụt này nó cũng là thụt zin nhá, cực kỳ là cứng và khỏe. Nhưng mà nó lại không cho độ êm mượt như con CB500X. Đấy, thụt này thụt đôi anh em. Thụt đôi giống Way, giống W175, giống mấy con xe dòng thụt đôi hay là Triumph ấy. Giống như dòng Triumph anh em để ý mà, Triumph Speed Twin này, Triumph các thứ T100, T120 đều đi thụt đôi này. Còn nếu mà bạn đi monoshock thì nó lên là con Booper rồi. Đấy. Càng gấp nó rất là dài, nhưng mà càng gấp thì mình đánh giá là nó cũng không thật sự là đặc sắc để có thể review cho anh em xem. Nó cũng simple, nó cũng đơn giản thôi, nó cổ điển thôi. Đấy. Nhưng mình thấy nó có con bô này nó hơi to, nhưng mà lại bù lại nó là gì? Nó lớp mạ và các thứ nó không phải hình tròn đâu anh em. Chỗ này nó mắt hẳn luôn, rất là lạ luôn. Thì con này nếu anh em mà thích lớp mạ này của nó thì để lại, nhưng mà tiếng nó không thật sự là quá to. Còn nếu mà con này móc ra thì nó lại bị hỏng lớp mạ, vì là chúng ta sẽ mổ ra, chúng ta nhồi bông rồi biết các thứ ra thì nó hỏng lớp mạ thì hơi phí. Nên là con này, một là anh em đi zin, hai là chúng ta tháo cái đoạn này ra, xong chúng ta thay cái bô độ vào.
đấy, làm con lon cổ trì chày rồi đủ thứ để anh em có thể lựa chọn. Đây là điều mà khi anh em lắp pô này các bạn sẽ phải để ý là tháo ra, là cố gắng giữ cái bầu này cho mình nhá, cố gắng ở trên này đoạn này là cái bầu bộ, cố gắng giữ để nó không bị hụt đấy. Thì con này là có cả ấy luôn nhá các bạn nhá, có cả phanh đĩa sau luôn đấy, các bạn thấy không, có cả đĩa sau luôn, rất là trông nó cổ điển hiện đại, và cả phanh ABS trước sau nên nó cực kỳ là an toàn. Và cái giá con này nó mới bây giờ là 123 triệu tại Big Bike Doanh Thu. Chiếc xe này thì mình không bao check cho anh em đâu, mình chỉ có thể bao check cho anh em Big Bike Doanh Thu. Vì tại sao anh em biết không, mua xe đập thùng ở Big Bike Doanh Thu, đồ đạc lắp ở Big Bike Doanh Thu hết, nên là anh em mà thích mang gara cũng được, còn không cứ mang lên Big Bike nó đủ hết thông tin mà. Xe mới mua có 2 tháng thôi, nhưng mà mình khuyên anh em là không nên check. Vì sao check, các bạn chỉ mất thêm 500, 700, 1 triệu tiền check thôi, chẳng có gì để mà check. Vì là xe còn chưa thay lần dầu tráng máy, 500 cây, 450 cây đến 500 cây mới cần thay, thì con này còn chưa đến 500 cây để thay. Xe mình chỉ bàn về giá thôi, giá mình bán là 125 triệu đấy, còn không cần phải bàn về xuất xe. Xuất xe bao cho anh em ở check khắp nơi luôn, chẳng có gì để mà check luôn ấy. Xe nó mới tinh luôn, mới từ con ốc, mới từ hóa đơn, thơm mùi mới, mùi nicotine mới, thơm luôn, vẫn mùi nhựa vẫn còn. Anh em nào liếm thử cái lốp vẫn thấy nó có vị của lốp mới luôn, gai giết đủ nguyên, không còn cái gì cả. Anh em mình mua xe liên hệ 0942 795 678, 0842 791 363, hoặc là các bạn có thể này, có thêm cả này, cái này hơn một củ ấy, anh khách anh mua hơn một củ. Cái này là cái kẹp điện thoại Motorola, nhà mình thì không bán con này, nhưng mà con này là CNC cộng với chống rung. Nên là anh em nào iPhone đây, cháu quay ra bên hông này, bên hông đây chỗ tay chú ấy. Đấy, nó có bộ chống rung bằng cao su rồi, rất là xịn, giống như kiểu Lubu. Đấy, thì bộ này là anh ấy mua hàng của Motorola, anh ấy bảo là mua hơn 1 triệu ấy, tặng kèm luôn theo xe. Đấy, còn các bạn mua về các bạn muốn nâng cấp là bèo nhún này, nâng cấp ốp bảo vệ phuộc này, và các bạn muốn sửa đổi cái yên này thế này kia theo ý tưởng của mình, anh em nào có muốn nhu cầu độ luôn thì bên hệ thống team mình cũng nhận độ luôn nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi, hẹn gặp lại anh em tại những vlog sau. Mua xe liên hệ mình tại B23 Bùa Hoả, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Đông. Cảm ơn anh em, bye bye anh em.